Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Tomanga. Manga. Anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản chat GPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Quay trở lại với video ngày hôm nay. Ở chương truyện 1089 đã có một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Nguồn gốc của nó là chưa rõ. Tuy nhiên sự kiện này xuất hiện sau khi Imsama hủy diệt hoàn toàn Lulusia, biến hòn đảo này trở thành cho bụi theo đúng nghĩa đen. Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra? Còn có chi tiết hay ho nào trong chương truyện 1089? Mời anh em cùng mình tìm hiểu trong video One Piece 1089 cộng Bí ẩn cây hố dưới Ernest Lobby Thế giới One Piece sẽ bị hủy diệt Năng lượng đã biến Lulucia thành cho bụi có một rung trần lớn đã xảy ra trong trang 1089. Nhiều vùng đất bị ảnh hưởng, ta thấy Đại Hải Trình, Biển Đông, Làng Phu Sa, Trụ sở Hải quân, Wano Quốc, Thánh địa Marichoy, Kama Bắc Cùng với đó là nhiều bờ biển chưa rõ tên. Thậm chí, nhiều đảo đã biến mất hoàn toàn do nguy cơ lụt kinh hoàng. Nước biển dâng cao quá mức cho phép, Rõ ràng đây là đại thiên tai và nó bao trùm cả thế giới. Nhìn vào Im Sama, có vẻ chính ông ta cũng không biết hậu quả của việc Lulucia. Không phải Im bất ngờ vì thảm họa, mà hắn bất ngờ vì khả năng Mother Flame đem lại. Tại Lulucia, ta thấy hòn đảo đã biến mất hoàn toàn, không còn bất cứ thứ gì sót lại dù là một mảnh vỡ hay mảng đất đá. Điều này vô cùng kinh khủng. Thứ còn lại chỉ là một cái hố không đáy, rõ ràng nước biển cũng không thể lấp đầy cái hố này. Đây là một điều bất thường, rốt cuộc Mother Flame là thứ gì mà sức hủy diệt kinh khủng như vậy. Mình từng có một video nói rằng ngoại hình của Mother Flame là một con rồng máy, đó là lý do nó có thể xuất hiện nhanh chóng trên bầu trời Lulucia. Bên cạnh đó, Vegapunk là một người ám ảnh với loài rồng. Ông liên tục nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm liên quan đến rồng, nhưng tất cả đều được ông đánh giá là hàng lỗi. Với một thiên tài như Vegapunk, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua niềm đam mê của mình và Mother Flame có thể mang hình dáng một con rồng. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Thứ quan trọng ở đây là Mother Flame sử dụng nguồn năng lượng hay loại vũ khí nào với sức hủy diệt mạnh đến mức biến một quốc gia thành tro bụi. Đó chỉ có thể là vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân là một vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó được sinh ra từ phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch. Sức công phá của nó thì khỏi phải bàn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã ném xuống Nhật hai quả bom nguyên tử là Little Boy và Fat Man. Cậu bé nhỏ và người đàn ông béo đã hủy diệt Hiroshima và Nagasaki. Một số nhà khoa học đã phán đoán mỗi quả bom chỉ có khối lượng vài kg. Đây chính là vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất mà con người từng tạo ra. Hài hước thay, thứ vũ khí này lại có liên quan mật thiết đến nhà khoa học tài ba bậc nhất Albert Einstein. Thứ nhất, vũ khí hạt nhân được tạo ra dựa trên công thức huyền thoại E bằng mc bình phương. Thứ hai, Einstein là một nhà khoa học yêu hòa bình. Trong thời chiến thứ hai, lo lắng Đức Quốc xã sẽ tạo ra thứ vũ khí hủy diệt. Nhà khoa học đại tài đã gửi một bức thư đến Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ. Vô tình điều này lại khiến phía Mỹ thực hiện dự án Manhattan, tạo ra vũ khí hạt nhân và là quốc gia đầu tiên cũng như là duy nhất sử dụng nó vào chiến tranh. Nhà khoa học lỗi lạc, một người yêu hòa bình đã gián tiếp tạo nên một vũ khí hủy diệt và điều này nó lại quá giống với trường hợp của Vegapunk và Imsama. Tiến sĩ đỉnh nhất One Piece cũng được Oda Sensei dựa trên Albert Einstein và chính Vegapunk cũng đã gián tiếp tạo ra sự kiện diệt chủng Lulucia, một sự trùng hợp không hề nhẹ. Vậy tức là khả năng rất cao, Oda Sensei đã dựa trên vũ khí ném bom nguyên tử năm 1945 để tạo nên sự kiện Lulucia. Lulucia đóng vai trò là Nhật Bản, chính phủ đang đứng trên đỉnh thế giới đóng vai trò là Mỹ và Vegapunk chính là albert einstein các này quá rõ tiến sĩ từng nói rằng ông luôn khao khát tạo ra nguồn năng lượng miễn phí cho toàn bộ người dân trên thế giới và thật sự ngoài công dụng hủy diệt năng lượng nguyên tử còn là nguồn năng lượng dồi dào nếu kiểm soát được nó một cách hoàn toàn rất có thể Vegapunk đang cố hoàn thiện năng lượng nguyên tử nhưng chưa gì báo thủ pang 06 đã đem nó giao cho chính phủ và câu chuyện ở đây là dường như imsama dùng hơi quá tay cho nên lulusia mới biến mất hoàn toàn như vậy nhưng cái hồ nó tạo ra đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới như mình đã từng nói trong video phân tích các nhà khoa học đã dự đoán nếu năng lượng hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh ngoài gây ra sự chết chóc hàng loạt nó còn hủy diệt được toàn bộ sự sống của loài người giả sử bom nguyên tử hủy diệt một mảng lục địa Trái đất hình cầu mất đi một phần, sự cân bằng của nó sẽ bị phá vỡ, nó có thể gây ra nguy cơ lệch hướng quỹ đạo hoặc ảnh hưởng đến chu trình quay. Lúc này sóng thân và động đất sẽ xuất hiện và nhấn chìm thế giới. Bên cạnh đó, khí động do bom nguyên tử gây ra sẽ giết chết bất cứ ai, không chết ngay thì cũng chết từ từ và đó sẽ là thảm họa diệt chủng toàn bộ loài người, thậm chí là các sinh vật khác nữa. Đó là lý do việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào chiến tranh là điều cấm kỵ được cả thế giới đồng tình. One Piece tuy là bộ shonen đề tài siêu nhân, thế giới trong One Piece được Oda xây dựng khá khác với thế giới thực, nhưng xem kỹ thì One Piece vẫn tuân thủ nhiều quy tắc bất di bất dịch của đời thực, đồng nghĩa Lulucia biến mất hoàn toàn thì nó đã khiến trái đất trong One Piece lỏm mất một phần. Điều đó ảnh hưởng đến tự nhiên và tạo ra thảm họa Rõ ràng đây là một trong số ít lần hiếm hoi một vùng đất trong One Piece bị hủy diệt hoàn toàn. Những nơi khác, ví dụ như Ohara, hải quân chỉ nã pháo vào. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thì tộc Elbat, Dragon hay Vegapunk họ vẫn đến và đứng trên mảnh đất ấy. Tức là hòn đảo không hề biến mất. Vậy thì, nếu Lulucia biến mất và ảnh hưởng đến sự vận hành tự nhiên của thế giới, thế vùng đất bên dưới Ernest Lobby nó có phải cũng được tạo ra từ một vụ hủy diệt tương tự? Hãy cùng đến với Bí ẩn cây hố dưới Ernest Lobby. Ernest Lobby có một vị trí tương đối chiến lược và quan trọng. Nhìn vào bản đồ có thể thấy, tháp công lý kết hợp với Impel Down và trụ sở hải quân cũ, chúng tạo thành thế chân vạc, một hình tam giác được tạo thành bởi ba thành trì vững chắc của chính phủ. Impel Down và Marineford cũ thì rất dễ hiểu, đây đều là cứ điểm quan trọng nơi những người mạnh mẽ của chính phủ cai quản. Nhưng Ernest Lobby thì chỉ có đám CP9 cùi bắp. Sao có thể sành với hai cái kia? Rõ ràng nó phải ẩn chứa một điều đặc biệt gì đó. Nhiều độc giả dự đoán bên dưới Ernest Lobby là hòn đảo Laptail. Tuy nhiên, điều này khá vô lý. Nếu Laptail nằm ngay dưới tháp công lý, lẽ nào suốt hàng trăm năm chính phủ không tìm thấy? Chắc chắn họ đã lùng sục khắp nơi để tìm One Piece rồi. Và theo mình thì bên dưới Ernest Lobby thực chất là hòn đảo God Valley cũ. Tại sao lại như vậy? Như đã nói bên trên, tháp công lý kết hợp với sở hải quân Marineford và nhà ngục Impel Down tạo thành chân vạc thể hiện sự uy quyền của chính phủ. Nhưng Ernest Lobby có vẻ fan hơn hai nơi kia nên nó phải ẩn chứa điều gì đó. God Valley lại từng là nơi ở của nhiều thiên long nhân, bao gồm cả thủ lĩnh hiệp sĩ thánh Figelan Gali. Chỉ có God Valley mới đủ đẳng cấp để hợp cùng Marineford và Impel Down tạo thành hình tam giác thần thánh này. Trong quá khứ có vẻ ba nơi này chính là niềm kiêu hãnh của chính phủ vì chúng đều bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, bằng Ross đã đến và quậy nát Ernest Lobby. Theo lời Sengoku thì God Valley đã không còn trên bản đồ Điều đó phù hợp nếu nó bị chôn vùi hoặc phá hủy và bên trên nó hiện tại là tháp công lý. Nhưng chính phủ đã dùng thứ gì để phá hủy hoàn toàn God Valley? Họ chỉ mới có Mother Flame gần đây thôi mà. Đây thật sự là một điều bí ẩn. Để sánh với Mother Flame, chắc chỉ có thể là tam đại vũ khí. Lưu 3 ba năm qua vẫn ở dưới Wano. Poseidon được sinh ra sau sự kiện thùng lũng chúa. Vậy chỉ còn Uranus, nhưng nó lại mâu thuẫn ở chỗ. Nếu có Uranus thì bao năm qua sao chính phủ lại yên ắng, không dựa vào nó để tiêu diệt phe phái nào. Giờ còn hứng thú với hỏa mẫu hay họ không thể dùng Uranus lần thứ hai vì cạn nhiên liệu. Đó cũng là một câu trả lời phù hợp trong bối cảnh này. Sau khi đánh bại cổ quốc, bảo chính phủ không tịch thu được gì từ họ thì quá vô lý. Có thể Uranus là chiến lợi phẩm của Im, nhưng vấn đề là khi Uranus rơi vào tay Im nó không còn quá nhiều năng lượng nữa và sự kiện thu lũng chúa quá lớn nên buộc chính phủ phải sử dụng đòn tấn công cuối cùng từ Uranus để hủy diệt hòn đảo, trôn vùi sự thất bại của họ vào dĩ vãng. Tất nhiên còn nhiều cách giải thích khác. Nếu anh em có ý tưởng nào hay hãy comment bên dưới nhé. Nhưng rõ ràng, việc chính phủ không thu được gì khi thắng cổ quốc là điều không thể. Ít nhất họ cũng được một vũ khí cổ. Chỉ là khả năng khoa học của họ còn thấp nên khi dùng hết năng lượng, họ không biết làm gì với Uranus. Nếu điều này là đúng thì Vegapunk sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng ở saga cuối. Và ông buộc phải sống, chỉ có tiến sĩ mới đủ trình độ nghiên cứu về Uranus hay Pluton từ rất lâu rồi, người ta đã đồn đoán về việc One Piece bị hủy diệt và hợp nhất bốn vùng biển. Luffy sẽ dựa vào tam đại vũ khí để làm điều đó, nhưng với bộ não của Lù thì không biết là cậu có du được hay không. Rõ ràng với gặp bằng rất rất quan trọng. Thế thì liệu thế giới One Piece có đi đến kết cục này hay không? Đó là thế giới One Piece sẽ bị hủy diệt. Với tình hình hiện tại, rất có thể điều tồi tệ sẽ xảy đến. Oda đang set up một cuộc chiến vô cùng quy mô. Nó không đơn giản là cuộc đối đầu của hai thế lực tại một địa điểm nào đó. Đây sẽ là thế chiến quy mô hành tinh. Mới đây thôi, tác giả cũng cho ta thấy cách mà Oda cho hàng loạt sự kiện lớn diễn ra cùng lúc. Luffy đụng độ hải quân, Kid đụng xanh, Lo đụng tích, Gap đụng cư gian. Quân cách mạng công nghệ va với chính phủ, rõ ràng rất nhiều mặt trận đang nổ ra chiến tranh, những vũ khí tối tân nhất có thể được các phe đem ra sử dụng. Ngoài ra, sức mạnh của những nhân vật top đầu cũng gây ảnh hưởng lớn đến thế giới. Tịnh thừa hưởng năng lực hủy diệt thế giới của bố già, Luffy với năng lực phi nhất, xanh với những nhát chém phải gọi là trẻ đôi cả hòn đảo cũng chả sai. Chính phủ thì vô vàn vũ khí và kẻ mạnh, quân cách mạng chắc chắn cũng có bài tẩy gì đó. Buggy thì hô phong hoán vũ, chém gió gây rung chuyển cả hệ mặt trời. Rất nhiều thế lực đang đe dọa đến sự tồn vong của thế giới, dù họ thiện hay ác, miễn là có chiến tranh thì người vô tội và hành tinh xanh vẫn chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Chưa gì đã có nhiều hòn đảo bị nước biển nhấn chìm mà đó là giai đoạn các phe lớn chưa va vào nhau. Nếu họ tất tay thì không biết thảm họa nào sẽ xảy ra. Cho bò đánh nhau rồi mỗi chết, dù thế nào thì cuộc chiến tới đây cũng sẽ rất tàn khốc. Đặc biệt, một khi cả ba vũ khí cổ cùng Mother Flame tham gia chiến tranh, khó tưởng tượng nổi sức hủy diệt của nó Trước mắt, cuộc chạy đua vũ trang của các phe có lẽ là yếu tố quyết định. Luffy muốn thắng trong ván đấu này, cậu và đồng đội phải sở hữu nhiều vũ khí mạnh nhất có thể. Nhìn vào saga cuối mới thấy được con người nhỏ bé cỡ nào trước thảm họa và vũ khí hủy diệt. Oda đang set up cho một Infinity War phiên bản One Piece. Anh em hãy cùng Tom Manga theo dõi và chờ đợi đến khoảnh khắc đại chiến One Piece nổ ra nhé! Ok, trên đây là video bản luận của Top Manga về những diễn biến có liên quan đến CHAP 1089. Cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye!